Dạ không. Để cá, cá không vậy hả? Ba tay dùm tay. Ba cái cá người ta làm mà người ta bỏ. Em sẽ làm mồi. Ăn nè. Mày ba mà cái lỗ hả? Tam tha tại đặng trời phiền mà mấy anh nóng sai đó mà phiền đó mưa tới rồi phiền nguyện phiền mà thưa mấy mô và lại โอ้ก็หลายปวดนะมันหลายตาชมไม่ตั้งโจ้เลยอืมตาเมียนสามสามครั้งว่ามันปิดฟักgiờ trời ông chuyển mưa tới gì giờ đi kiếm chỗ tại lớn mau má nó bật bật té nó đông ná anh mưa 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 tha bật lại thì thoát đi chặt cái đó đông rồi nó đông một đông
mồi đồng cá, ba cái cá người ta làm xong rồi bỏ. Ờ, để cá gì cá này. Và trai, trai tới. À lông, đem đi, rồi sạch xuống lên. Ừ, bạn ấy đi. Đem với tay sang đúng rồi. Cá đem lại mua cái đó về làm mồi, có để thuốc để gì thêm không? Dạ, không. Để cá không vậy? Ba cái gì tới? Ba cái cá người ta làm người ta bỏ. Em để làm mồi, làm cái đường để cho ếch vô. Để cắt mấy cái cỏ, cắt mấy cỏ để đắp lên. Thế hải nông đông ná hải dễ ai thăm xuống. Đâu thằng nha, cắt ná. Đó tí gì kia mà nghe. Thằng đồ nhớ ý. Để được 30 cái. Mà hôm qua được nhiêu? Được qua được 3 cái mấy. 3 cái mấy à? Để tự về lậu coi đem ra chợ bán luôn. Dạ. Bán ký được 70-80 hả? 70-80 đầu trăm. À. Rồi bây giờ nó bắt đầu khó nhiều rồi. Mà không có gì đó, còn cái ký đâu á. À. À muốn trứng. À. Rồi để tao theo vô trong ấy đi, chạy đi. Thôi để ta tua kim đó này. Chúng nó chạy theo cho nó. Để nó bắt được 3-4 ký gì đó mà một ký nó tự nó bị nó đem ra chợ nó bán luôn á là được 100 hoặc là 70-80 vậy. Để cách xa cái châu đó rồi. Nên chối. Chối toàn cái này. Qua biển chừng lớn nó ở xí đó là. Có một loại con nhái gì đó là tiên me chưa hoặc là nó giống một ớt vậy. Nhưng mà nó nhỏ. Con đó thì nó không có ăn mồi cá. Nên nó không có vô một ớt thôi là vô. Trong cái này có này lên hấp thơ play xuống luôn là cái tôi xin tôi thấy như vậy mà nó đi xuống đó. Đi đặt ớt bằng xe đóng máy xưa là tụi nó gánh
nó gắn một đồ nhé, nó mới gắn xong quay nè, giờ đi bằng xe gắn máy, giờ xíu mẫu đi dở rồi. Lúc mà nó dở, lúc nó đổ ở thì cũng có lý lắm. Quay cái cảnh nó cũng đẹp. Trời ra hồng chưa chín, còn trường để nữa là chín. Nguyên cái cánh ruộng này rồi chỗ bông. Trời có lúa chín cái chỗ này. Đổi chỗ mỗi ngày. Kiếm chỗ để mà cái này đặt đó là phải mở chỗ toàn có cầu phòng cả
đặt cái này phải có nước nè, chỗ có nước mới đặt được nè. Hình như là tao phải để ngay mấy cái gốc, cái gốc luôn. Mưa tới nó ngập suối, nó mưa nó chảy xuống này. Mình thử xíu mà bây giờ làm cái đường cũng rộng. Cái đường xe chạy trước đó là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Gánh lụng lặng bàn chay của anh ơi. Bài xưa thì đang ngồi trong đó mà đi bây giờ trên núi có một quan ở trên núi.